Đây là giờ trưa ở Barcelona. Hôm nay gia đình mình mua vé đi vào nhà thờ này đây. Đó. Hồi sáng cũng có mưa mà giờ cũng hết rồi. Đây là ngày thứ hai mình đi đến trước nhà thờ này nha. Mà vẫn có nhiều người tới tham quan, muốn ai cũng muốn tới đây một lần để nhìn thấy nhà thờ. Đứng ở ngoài cũng được, đó, đứng ngoài nguyên ngày cũng được là nó không đứng chụp hình rồi. Rồi giờ mình vô cổng đây. Muốn mua vé vô cổng là các bạn phải mua online trước nha. Mình recommend là khoảng 1-2 tầng á, mua trước 1-2 tầng nha. Còn nếu không là mình lên mạng mình tìm những cái tour service á, mua. Nhưng mà giá lại là mắc hơn gấp 2 gấp 3 lần. Rồi bước vào cổng. Wow, như cái cung điện. Như cung điện luôn. Cái này là no more space vậy. Em, chỗ đẹp nhất là trên đây nè. Chụp đi. Cái quẹo phải vô nè em.
này ra ngoài. À, chụp ở trên đó. Hai bên ngoài chụp hình ở ngoài á. Được, được. Quá đẹp luôn. Giờ chỉ cho tham quan ở dưới đây thôi. Church này là xây chưa xong mà. Có cầu thang máy rồi là luôn. Ok, mình cũng coi xong rồi, giờ để ra về. Hỏi không, bao nhiêu người xuất hàng ở ngoài rồi, đứng chụp hình vô thôi. Tour bus, dân chúc tourist luôn. Thank you.
đi, nhớ đi hướng nào không? Đi qua đây nè, có một cái chiếc chụp đó. Ai bị không lắp đi trời. À, chỗ triển lãm của Barcelona, câu lạc bộ đá banh. Oh.